với mục đích cung cấp thông tin môi trường kinh doanh của Tanzania cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tanzania tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Tanzania. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương cho biết thời gian qua kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước liên tục tăng, từ 60 triệu đô la Mỹ năm 2011 lên gần 180 triệu đô la Mỹ năm 2016. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 29 triệu và nhập khẩu 145 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, Tanzania là nhà cung cấp hạt điều và bông lớn của Việt Nam, với kim ngạch ngày càng tăng và nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là hàng dệt may và gạo. Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng để khắc phục những tồn tại và khai thác được tiềm năng to lớn giữa hai nước, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến chính sách thương mại và đầu tư, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại.